chuẩn bị ăn sáng chưa chứ. Các bạn ấy đã nói là sáng sẽ dậy sớm để làm đồ ăn cho tụi mình, nhưng mà tất cả đều ngủ quên hết rồi. Và bây giờ là buổi trưa. Buổi trưa gì? Ai ngủ? Mấy giờ chị dậy? Thì đâu có nói là em ngủ, chị nói là tất cả mọi người đều ngủ quên. Đúng không? Tưởng chị đang có thừa hai người đàn ông ở đây ngủ quên. 2 giờ sáng mà đi buồn. 2 giờ sáng đi vòng vòng. Mê chết mà hả, đi bộ 3, 4 cây số. Bên đây Thông làm món gì vậy? Bánh mì xúc xích với hấp la. Bây giờ nó thì nghe lấy cái gì để chi chính à? Không có cái đầu rọt nó lên rồi. Ui da, không đổi không Thông? Đổi không? Mẹ văn lắm. Do chính hai đầu bếp Minh Thông và Lê Trí Quốc Trường thực hiện. Bây giờ thì ăn thôi. Chiều ơi, mình chuẩn bị đi đâu? Bây giờ là mình sẽ chuẩn bị đi Vinpearl. Mình đã vừa mới mua vé xong rồi. Thay vì là mua ở ngoài kia thì tụi mình sẽ phải xếp hàng rất là lâu, cho nên là tụi mình sẽ mua trực tiếp ở ngoài của chỗ tụi mình có đi để phòng luôn. Các bạn ơi, các bạn nhìn đi, tụi mình mặc đồ nhóm cái gì thương thương. À, vậy thôi. Tụi mình đang ở trên xe taxi để đi ra chỗ cáp treo để đi qua Vinpearl đây. Tụi mình đã tới chỗ đi cáp treo rồi, bây giờ sẽ... Hôm nay Thông mua vé cho Kiều á. Không hề luôn. Cái gì vậy? Tuyến, hôm nay Thông mua vé cho mọi người phải không? Mua mà mày nói gì vậy? Thông trả tiền lại cho mọi người đi. Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị lên cáp treo thôi. Bởi vì tụi mình đi buổi trưa cho nên là khá là vắng người. Nếu như các bạn đi buổi chiều thì sẽ rất là đông á. Hôm nay đội phòng TV anh Trường lại chích ra một số tiền gọi là bao hết nguyên cái Vinpearl. Anh Trường còn chơi hơn cả VinFast nữa. Di chuyển kẹo vô trong mới có cái pháo thôi, chưa có kẹo các bạn ạ. Không, cái này để lộ kẹo chua á, không có ngọt. Hi, bây giờ tụi mình đang tiến vào Adventure World. Là những cái trò chơi game.
cung. À thấy cung khác hả? Narrow streets in a rusty car. Ghê rồi. Đợi gì nữa? What the fuck? Every day that I spend right here with you. Yeah, you are the one who makes me feel as good as I do. Baby, I wanna still act like we are 22. Mày giống mấy đứa trò lắm. Kéo chứ. Hoàn thành một trò chơi thật là mạnh bạo.
ơi, em thua rồi. Mọi người giống em thua lắm. Cần vô. Nhìn nó giống như là
Cá này xàm nhất trong các loại cá. Nhìn nó giống như là được cá này làm khô nè. Đường bác sĩ. Mọi người ơi, mình cũng không hiểu tại sao nó có tên là tôm bác sĩ. Chắc là do ai mà bệnh bệnh cho nó chích một cái là hết bệnh. Đây không? What? What is it? Hogsmeade. Hogsmeade? Nemo. This is a chua hình. Cá hề. Cá hề. Okay. Okay. Nó không uống nước ngọt đâu. Đây nó có cá mập á, đây cá mập á. Các bạn ơi, các bạn đây là con cá mặt quỷ các bạn ơi. Con cá mặt quỷ. À, mình lại thấy một chị tiên cá khác nhưng mà chị này đẹp hơn chị người kia. Đây là cá gì mà mình hai mặt. Nhìn mấy cái con này giống như là những cái con mà ở trong TV mình hay được xem ở dưới đại dương á. Con này là con cá điện. Con cá này cá sọc điện. Cá này cá tù. Con này vàng kìa. Đây này con cá này con đang có mấy cái tua tua nè. Cái đó gọi là con cá. Con này có gì hết? Con này hải quy vậy ba. Wow. Ai nhìn rõ nhìn vô vậy nè, chóng mặt quá. Ôi ghê quá. Rồi đi chị ơi. Trời ơi các bạn ơi, cá mập. Con cá mập nè. Trời ơi ghê quá. Mày xạo. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong gọi là con đường thủy cung nhé. Các bạn ơi. Cá đây con cá mặt xấu. Cá đẹp quá à. Cá đúng kìa. Không biết con cá mặt xấu đâu. Cá con đó đấy. Cá đang bơi ở trên đầu mình luôn các bạn ơi. Con biết có bầu luôn. Người này thích cá thích. Con này có bầu nè. Có chừng nó bay qua cái đứa này cá chìm đúng không? Nó đẻ trên đầu mình luôn á. Không phải. Có gì không? Ghê quá à. Người ta hờ hững vậy rồi mà. Oh shit man. Đu em không phải cung thông đúng không? Cô chị hai em. Nè không biết rồi. Pháp một cái đứt cái mỏ. Các bạn ơi, bây giờ tụi mình sẽ đi vô để coi phim 4D. Whenever I'm with you, I am alright. There's something about the way you make me feel inside. I'm counting down the days till we fly away. Edging to the sun, only you and me are. Chưa đi coi phim 4D bao giờ và để xem lần này phim có hay không và có đáng sợ không. Mình nghe nói là nhiều người coi xong cảm thấy rất là mắc tối và bất lại, nhưng mà hãy để coi phim có hay không nha. A few moments later, các bạn ơi, tụi mình vừa mới coi phim xong một cái 15 phút phim 4D rồi. Cảm giác cái phim này tụi mình coi là phim hoạt hình, hoạt hình nàng tiên cá. Cảm giác ban đầu rất là thú vị bởi vì tất cả mọi thứ giống như là hiện trước mặt của mình vậy đó, giống như mình sống trong cái câu chuyện đó cho đến khi những cái cảnh hành động gây go xuất hiện thì bắt đầu có những cái hiệu ứng gọi là xịt nước. Mình cũng không biết nước đó là nước gì nhưng mà cảm thấy nó hơi hôi ở dưới cái ghế đó, nó cứ nhột á. Nói chung là, nhưng mà đặc biệt là đoạn cuối khi mà những cái cảnh nhảy múa của những con vật ở dưới thủy cung rất là đẹp. Cảm giác giống như là, nói chung là mình cũng không biết diễn tả như thế nào. Nếu như các bạn có đến đây thì nhất định phải xem phim 4D một lần nha. Bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị đi tới xem biểu diễn nhạc nước. Oh,
Việt Nam tới mấy cái rồi. Chị ở bên Pháp có 1 cái. Hai các bạn ơi, tụi mình đang chuẩn bị đi ra sân bay để về đây. Ở cái bận về này thì tụi mình quyết định sẽ đi máy bay. Tại vì sao? Tại vì thật ra là đi máy bay nó còn rẻ hơn cả đi xe lửa nữa các bạn. Nhưng mà tại vì cái lúc đi tụi mình muốn trải nghiệm đi xe lửa như thế nào cho nên đã đi xe lửa. Còn bây giờ thì đã quá mệt mỏi rồi cho nên là phải đi máy bay đi cho nó nhanh và còn rẻ nữa. Bây giờ thì chuẩn bị đi thôi. Các bạn ơi, tụi mình đã tới sân bay rồi nè. Tụi mình đã đi một đoạn đường khá là xa để tới được sân bay này. Ban đầu là tụi mình định đi Grab, nhưng mà lên thì xem là cái giá là 534.000. Và sau đó tụi mình đã quyết định là sẽ đi taxi và hy vọng là sẽ rẻ hơn. Và vâng, đi taxi tới đây là hết 560.000, hơn hẳn 30.000. Và người bắt taxi chính là Thông Nguyễn. Thông bể. Tự nhiên bể em, anh có biết gì đâu. Bây giờ tình hình là một cái sân bay vắng tanh như chùa bà. Còn cái dòng mà treo tiền mà suốt ngày cứ bắt lại sắp rồi mới như thế này. Thật ra là tại vì bạn Thông của chúng ta mang cái vali to á nên là không được sắp tay lên, phải bỏ 330.000 ra để ký gửi.